Kinh văn. Biển giác tánh lặng trong viên mãn, vốn nhiệm màu viên mãn trong lặng. Tánh bản minh chiếu thành ra như sở, tướng sở lập mất tánh bản minh. Giảng giải. Biển giác tánh lặng trong. Biển giác ngộ thì rộng lớn vô cùng, trong đó chứa trọn núi sông đất liền, cây cỏ và vô số vạn vật. Tánh của biển giác vừa trong lặng vừa viên mãn, vốn nhiệm màu viên mãn trong lặng. Tính trong lặng và viên mãn của biển giác vốn rất nhiệm màu, nhưng chính trong cái vi diệu này, chỉ một niệm chân vọng vi tế sinh khởi và ánh sáng bản minh chiếu ra thành như có đối tượng năng sở. Tánh bản minh chiếu thành ra như sở, tướng sở lập mất tánh bản minh. Căn bản là biển giác đều chứa đựng mọi thứ trong đó cả, không có thứ gì chẳng phải là trong tánh Như Lai tạng. Nhưng ngay khi có một niệm vô minh thì hư vọng liền sinh khởi. Khi đã có hư vọng thì có đối tượng của nó là trần cảnh, trần tướng vọng cảnh. Do vì cái vọng chiếu này, sự sáng suốt bản hữu trong tánh giác không còn chiếu diệu nữa, như khi bầu trời bị mây che phủ. Khi cái vọng cảnh đã lập nên rồi, thì tánh chiếu soi chân thực cũng bị tiêu mất, tức đem tánh bản hữu trong Như Lai tạng chuyển thành vô minh tàn thức. Kinh văn. Do mê vọng thấy có hư không, nương hư không hình thành thế giới, tưởng lắng động thành cõi nước, tri giác phân biệt thành chúng sinh. Do mê vọng thấy có hư không, vì có hư vọng nên năng sở, đối đãi khách quan chủ quan hình thành. Vốn là cả hai phương diện đều là hư vọng. Trong bản thể của biển tánh giác ngộ thì chẳng có một chút nào biểu hiện hiện tượng, vốn chẳng có một vật nào cả, không có năng sở, chỉ nương nơi chân mà khởi nên vọng, hối muội thành ra hư không, mê mờ tánh không làm ngoan không, thành ra hoàn toàn có hư không, nương vào hư không lại vọng lập ra đủ các thứ thế giới hiện tượng. Nhìn lâu thì hóa ra mỏi mệt, sau khi kéo dài một thời gian, sự duyên trì khiến cho mỏi mệt, và rồi cái hư vọng và mê mờ sinh khởi thành ngoan không. Mà trong biển tánh giác ngộ thì vốn chẳng có một thứ gì cả, kể cả hư không. Dòng kệ ở đoạn sau mô tả: không sanh đại giác trung, như hải nhất âu phát. Thật là tối nghĩa làm sao. Và thế nên chúng ta nghĩ rằng hư không là cái gì đó mênh mông rộng lớn lắm, nương hư không hình thành thế giới, mười phương ba đời trở nên hiện hữu, tưởng lắng động thành cõi nước. Khi thời gian và không gian đã sinh khởi từ hư không thì vọng tưởng trở nên cứng chắc, nó làm thành đất liền. Tri giác phân biệt thành chúng sinh, vọng tưởng lắng động lại kết thành quốc độ, vọng tưởng tri giác tạo thành chúng sinh. Kinh văn. Hư không sanh trong đại giác, như một bọt nước nổi lên giữa biển. Cõi nước hữu lậu như vi trần, đều nương hư không mà phát sanh. Bọt nước tan, hư không vốn chẳng còn, huống nữa là sự hiện hữu trong ba cõi. Giảng giải. Dòng đầu tiên trong bài kệ này là: giác hải tánh trừng viên, viên trừng giác nguyên diệu. Tính viên mãn của cội nguồn bồ đề thanh tịnh là vô cùng vi diệu. Nay bài kệ nói đến hư không sanh trong đại giác. Chúng ta đều biết sự hiện hữu của hư không, nhưng có biết hư không từ đâu mà có chăng? Tôi tin rằng chẳng có ai biết, vì hư không quá rộng lớn, không thể nào biết được giới hạn của hư không hay cội nguồn của nó. Ai là mẹ của hư không? Chẳng có ai biết. Nhưng nay kinh Thủ Lăng Nghiêm chỉ ra cội nguồn của nó. Hư không sinh ra từ tánh của đại giác ngộ,
và thế nên trong khoảng đó nó cực kỳ vi tế. Nó lớn chăng? Nó như một bọt nước nổi lên giữa biển, như những bọt bong bóng giữa đại dương. Cõi nước hữu lậu như vi trần, đều nương hư không mà phát sanh. Có ba thứ lậu: một, dục lậu; hai, hữu lậu; ba, vô minh lậu. Vô số cõi nước hữu lậu đều phát sinh từ hư không. Hư không phát sinh từ đại giác, và quốc độ phát sinh từ hư không. Bọt nước tan, hư không vốn chẳng còn. Giống như bọt nước tan trong biển, hư không cũng biến mất trong đại giác. Huống nữa là sự hiện hữu trong ba cõi. Kinh văn: về nguồn tánh không hai, phương tiện có nhiều đường. Tánh giác vốn dung thông, thuận nghịch là phương tiện. Sơ tâm vào tam muội, mau chậm chẳng đồng nhau. Trong bài kệ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói rằng: hư không giống như bọt nổi trong biển giác ngộ, và các cõi nước sinh ra trong hư không đó cũng cực kỳ vi tế. Nếu hư không biến mất thì mọi cõi nước, núi sông đất liền và mọi chúng sinh và các loài hữu tình khí thế gian đều cũng biến mất. Về nguồn tánh không hai. Về nguồn có nghĩa là thành tựu Phật quả. Chỉ có một nơi để trở về, đó là bản quán của quý vị. Thế gian mà chúng ta đang sinh sống đây không phải là ngôi nhà bản tánh của mình. Quý vị liền phản đối: tôi có nhà. Nhưng ngôi nhà đó không phải là ngôi nhà chân thực của quý vị. Thành Phật là nhận ra ngôi nhà chân thực của mình. Trước khi thành Phật, quý vị là người đi lang thang từ khách sạn này sang khách sạn khác. Quý vị là người luôn luôn di chuyển. Phương tiện có nhiều đường. Còn phương tiện có nghĩa là còn bị vướng mắc. Chẳng hạn, có lần đứa trẻ đang bò đến gần một miệng giếng trên mặt đất. Nếu đứa trẻ tiếp tục bò, nó sẽ rơi xuống giếng. Đức Phật thấy vậy, nhưng Ngài biết rằng nếu gọi đứa trẻ hãy quay trở lại, nó chẳng nghe lời mà còn cố bò về phía trước. Thế nên Ngài nắm bàn tay lại đưa lên cao rồi gọi: này con, hãy trở lại, ta sẽ cho con kẹo, con thích kẹo không? Khi đứa trẻ nghe có kẹo, nó liền quay trở lại. Vốn chẳng có kẹo trong tay Đức Phật, nhưng Đức Phật nói dối chăng? Không, đó là một ví dụ của pháp phương tiện. Đức Phật đã dùng bàn tay không để cứu đứa bé, vì lúc đó chẳng còn cách gì khác. Pháp môn phương tiện rất nhiều. Nói chung, bất kỳ phương pháp nào mà quý vị dùng để cứu người thì đó gọi là pháp phương tiện. Tánh giác vốn dung thông, thuận nghịch là phương tiện. Khi quý vị đã chứng được pháp tánh của một bậc thánh thì chẳng có điều gì mà quý vị không hiểu. Cái gì thuận cũng là phương tiện, và cái gì nghịch cũng là phương tiện. Điều gì hợp với năng lực và hoàn cảnh thì quý vị có thể vận dụng vào việc tu tập. Cái gì là nghịch? Là điều không thích hợp với hoàn cảnh của mình mà vẫn được ứng dụng trong tu tập. Cả điều thuận và nghịch trong công phu tu tập của mình đều là pháp phương tiện. Sơ tâm vào tam muội, mau chậm chẳng đồng nhau. Có người tu tập rất nhanh, có người chậm, thế nên họ không thể xem như đồng một dạng được. Ha ha ha, 问三摩地娑。